to luôn này. Đó. Nó gà sao cho mà dùng hết lưng con gà gà nuôi đẹp hết kìa. Như trong trống hôm nay. Trống trống. Xem con gì lạ lạ không? Ủa sao hôm nay chiếc cừu to thế? Cô nuôi hả chị? Ủa to ghê đấy. Nha. À đây, đây là gà lâu nhỏ hả chị ơi? À gà lôi đấy hả? Ờ gà lôi đấy. Nhưng mà nuôi lâu lớn lắm. Ủa cái này là mới về à? Mua đang có nước ra đá nè. Từ từ đã, xem nó. Ô, hai chiếc cổ to nhỉ, cường nhỉ? To đùng nè. To quá nhỉ. Mấy con này lì nè. Đỏ lì nè. Lì chạm nè. Đẹp đấy. Đá bữa. Nếu mình mua là con này nhỏ nhỉ? To ghê. Nó chả bá lửa nè. Đây xem xem rắn nào đã. Hai loại trong đó mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bỏ ra ấy. Ngủ to ghê. Cường ơi, Cường ơi, con này bán thế nào chị, anh? Không bán hả? Không bán được. Không bán hơn 100 nghìn con, còn chứ không mà mới chết để xin 50 quan. Con này 100 ngàn hả? Con này có nuôi được không chị? Con vạc có nuôi được không? Nhưng mà đại đang hỏi có nuôi được không? Nó ăn cái gì chị? Con này đẹp này. Mấy cái mồm con kiểu như này nhưng mà nó yếu quá. Thử bỏ sâu vào qua thử nó ăn không? Thử đéo ăn rồi chết. Này, chiếc keo này. Đây có hồ chúa à anh? Ủa. Ủa ghê thật. Mẹ con này nguy hiểm lắm em ạ. Con này là hồ chúa này. Ừ. Con này to thế. To rồi. Con này hổ mang thôi. Con này là hổ mang chúa. Hổ mang chúa nó chạy lắm. Hổ mang chúa thì đấy. Con này là hổ vên này. Con bữa anh em mình chụp. Con này là con mình. Nguy hiểm. Cái từ khóa ra nhỉ. Ê. Cứ ra xem một con gì lạ không đây. Ngỗng này là ngỗng mái hay là trống à? Con này là gì? Bao nhiêu một ký ạ? Tầm 2, con này khoảng mấy ký ạ? To nhờ. Ờ. Bắt lông rồi. Như con diều trắng à? Diều trắng con hồi nãy.
mệt, chân nó không cao như này này. Con này là con cò gì anh? Mà sao con lửa? Con lửa. Ăn cỏ đó. Con mình kêu con cò lẹt đó. Ờ. Sâu nó ăn không nhỉ? Quất đó. Sâu nó ăn. Không, không, không bỏ lúa chỗ này luôn rồi đấy. Nè, bắt sâu rồi. Dưới này ít củ xanh nhỉ? Con này to nha. Thì con chân gấm này, mùi sợ. Con gấm mới đẹp rồi. Con này con trống hay con mái? Con mái. Mái à? Gì mà trông mặn vậy đó. Mặn ngồi đấy, nó chạy đây nè. Mà nó chạy vô. Ờ. Mà nó chạy lại đó. Đây em nói nhé. Mấy bữa tao không buộc kẻ đó tung cửa rồi nó bay đứng ở đây nè. Dở cái con mở cửa đứng này. Nó đâu biết đâu trong ngoài bay e vậy. Vô đây rụng mẹ xả ăn thịt đi đi trời. Dạ chưa chưa thôi. Chúng tôi ở đây chạy đi. Đó thì ăn thấy không? Họ nó chạy lên nè. Vậy vậy chó nào làm lại nó đó, cho nó bay lên nè. Kêu nó lại lại. Ăn. Mình cho nó ăn lúa cái thứ đấy à? Rồi nhá, con nấm này đây. Vô 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 vô. Nhà vẫn còn một con. Bữa chết một con còn con. Trời mất con ở đây dạy cho phải. Nhưng mà em không biết con đực con trống hay con mái. Con cái giò bự là con trống á. Bữa xem thì ly nhà. Ly nhà. Ly nhà. Mái à. Con này nuôi là nó giữ nhà là vô địch, con chó không có cửa. Con chó không có cửa cho nó đâu. Mà cái con trống á, chó búng tay là nó quen. Bao nhiêu tiền vậy em? Cái con trống á. Con trống là nó đá đàn ông. À. Con mái nó đá đàn bà. À thế à? Ờ. Nó còn thế nữa. Con trống á là nó không có đá đàn bà đâu. À. Nó đá đàn ông. Dạ được, má còn má mà chứng phản anh nè. Ừ. Mà chỉ chuyển khoản sao mà 4 triệu mà chơi mà 3 triệu 9 tiếng chục. Vậy 10 ngàn cái gì? Chắc có tính phí vậy á. Ừ. Ai biết nó tính trong đó mà. Ông cố nội ơi. Tôi đâu biết đâu, tôi làm tôi chuyển khoản vậy đó. Đỡ chưa? Con này mà diễn thì đúng bài luôn. Con này diễn đúng bài luôn. Lo mới làm con vậy đó. Anh con trống nó thế nào, con nói thế nào anh chỉ cho được. Em về em biết con kia thì em về sống giò bự anh thấy không? Con này giò tắm này giò bự chán nó không? Con mày bán chắc tắm rồi nó chết mái rồi chứ không còn gì đâu. Trống nó hồi ít giờ chết đó. Con mái nè. Trống giò bự có bự chán thấy không? Bự người ta liền thấy mái có bự nhỏ thấy không?
Nhưng mà con trùng nó nhỏ hơn con mái hay là con mái? Trong nó nhỏ hơn. Ngang ngang nó dài ha. Màu đỏ đỏ tươi nhỏ, con này to bự rồi. Không có, nó nhỏ tươi tươi nè. Con trống nó hình như nó nhỏ hơn. Đó, mà dạ. Chân nó to hơn. Nó chết là chân mái không? Chứ không chết là chân trống. Con gà này giống con gà nhà mình bữa trước vậy ta. To hơn, to hơn. Cứ hỏi gà này là gà gì đó, ba tiền con. Chú ơi. Gà này là gà gì chị ơi? Gà đó, gà Ba Lan. Gà này ba tiền một cặp này chị? Cái này 4.000 một cặp. 4.000 một cặp à? 4.000 một cặp. Cái này. Gà giống chết đây là gà gì chị? Gà dĩ cá. Ba tiền một cặp. Điều gì gà này đẹp quá nhỉ? Để kiếm cái tiêu tiêu xuống đây là nó. 4.000 một cặp. Để kiếm vài tiêu tiêu là mình làm một cặp luôn.